Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay ba anh em sẽ cắm trại chỗ này nha. Vài năm trước thì anh em cũng ngủ chỗ này nha mọi người. Tối nay anh em sẽ đi soi ếch. Lên tiếp trên này thì mình đứng ở trên cao nhất rồi nha mọi người. Này thì mình tít ở dưới kia luôn. Giờ mình lên trên này nó nhìn xung quanh cũng thoáng rồi. Mình sẽ hú anh em có trả lời mình không nhé mọi người. Chưa trả lời luôn mọi người ạ. Chuyến đi hôm nay thật là mệt mỏi luôn. Đi mà không hiểu nhau như này, đi rừng nữa, lạc là chắc chắn rồi mọi người. Nãy thì sẽ đi lên xuống từ trên kia mọi người nha, xuống tít ở dưới kia luôn. Xong rồi mình đi lên lại trên này. May quá. Tới đây thì nghe tiếng họ hú rồi nha mọi người. Họ tít ở trên kia luôn. Khá là xa đấy mọi người ạ. Mình ở đồi bên này còn họ ở đồi bên kia mọi người. Mình đã gặp nhau là mọi người. Đi đến tới đây thì gặp cái thông rất là to luôn mọi người. Đây, cái thông này rất là lâu năm rồi nha. Ở trong rừng sâu mới có cái to như này mọi người. Nhưng mà gần người ta cưa hết, người ta phá hết mọi người. Bên kia cũng có một cây khá là to luôn. Hú anh em rồi anh em. Qua bên này sẽ kiếm ở trên này nhé mọi người. Tại vì nãy chị A cũng cặp nhiều hang dưới nó bỏ đi rất là nhiều á. Khả năng là anh em sẽ kiếm chỗ này sẽ gặp thôi. Hy vọng là anh em sẽ gặp. Anh em đã gặp nhau rồi. Giờ anh em sẽ về. Xin trời hả? Rót. Cho fucking bird. Cũng đã về đến chào rồi. Được con dưới to không? Giờ có hơn 3 giờ. Tối ốm luôn này. Trời đang mưa đấy mọi người. Mới có 4 giờ mà mưa rồi mọi người ơi. Đây anh em ngắm lửa to như này mọi người. Đợi cho tôi đưa con vôi. Ngắm lửa này để đuổi con muỗi này. Hay là mình giữ lửa. Trời đang mưa to lắm rồi. Bà bóc ra thì đi đã. Bà con xe hóc là giúp làm vui giúp. Bà
gram dừa này. Ở dưới sình con ếch kêu to lắm mọi người ạ. Chỗ này rất là nhiều con ếch nha. Cách đây 2 năm thì anh em có ngủ trong này, cũng bắt ếch cũng khá là nhiều đó mọi người. Bây giờ có hơn 5 giờ, tầm 6 giờ. Con ếch mới đi một đoạn mà anh trai kia bảo con ếch to lắm. Tối nay thì sẽ quay cho tất cả mọi người cùng xem ha. Đi soi theo kia sình này mọi người. Đi tít ở trên kia rồi anh em sẽ soi rồi bắt rồi quay cho tất cả mọi người cùng xem nha. Tối dần rồi nhá mọi người. Bây giờ là tầm 6 giờ tối rồi. Tầm 7 giờ anh em xe sẽ đi soi ếch nha mọi người. Nãy anh em đi một chút xíu nha mọi người. Ếch khá là to này. Ếch đừng khắc thường ếch đồng nha mọi người, ếch nhà. Ếch này thì to gấp đôi ếch đồng. Còn ếch nhà thì cũng to hơn. Hải còn rất là to luôn. Anh em vừa nấu cơm tối nha mọi người. Hai anh em kia thì đi soi ếch. Giờ mới có 6 giờ thôi mọi người. Bắt cũng khá là nhiều con ếch. Bên kia bắt cũng khá là nhiều đó mọi người. Đây, cũng được mấy con này. Mùa này ở trong rừng con ve nó kêu vang cả khu rừng luôn mọi người ạ. Anh em đốt lửa củi nó cháy hết luôn rồi. Cuối này thì mình để dành tối nay mình sẽ ngắm một đống lửa to mọi người ha. Bắt được một lúc hơn 1 ký rồi mọi người. Đây. Chục con rồi nha. Chỗ này thật sự rất là nhiều con ếch. Tại vì chỗ này có nhiều sình đấy mọi người. Ăn đồ thôi. Kiên bố thấm rồi ta. Thịt ếch mọi người ạ. Đây con ếch trong cái bịch. 2 bịch rồi. Vừa đi xíu thôi. Đi có một chút xíu mà. Như đó rồi. Anh em ăn tối nha mọi người. Mời tất cả cô chú anh chị và các bạn dùng buổi tối nha. Dùng buổi tối cùng anh em nha. Đây thịt ếch bắt vừa nãy con to đấy. Mời tất cả anh em ăn cơm nha. Đây là đọt mây nha mọi người. Quay nhỏ rồi. Thằng nắp rượu. Ba anh em. Chú bán anh em cho lăng cửa. Thế là cho con đi. Thank you.
đùi em mọi người, con ếch nha, bắp đùi này, ngon nhất là ăn bắp đùi mới nha. Ăn xong ngoài nhà tiếp tục sẽ đi soi ếch nha mọi người. Bắt đầu đi soi ếch nha mọi người. Mời tất cả mọi người cùng theo chân anh em đi soi ếch đêm này nha. Đã tìm nơi thấy con ếch rồi. Ếch to mọi người ạ. Không quay ếch đi. Con lại. Chụp. Đấy. Một con. Chân tân kìa. Cái này này. Chân tân kìa. Chân tân thôi kìa. Đồ anh ta phi mà. Hả? Tan đâu. Chân kìa. Tan đâu. Ếch như con ếch mà. Ếch nhiều lắm mọi người ạ. Ôi, tự đăng nhà tự. Đăng nhà nằm. Bắt cho một con này nha. Cái điện thoại nó bắt được. Con to tỉ bắt không tỉ tỉ con to tỉ tỉ một con này mọi người ôi. Đưa cái tướng đi. Tướng đó. Ừ. Mất đi nha. Một con khá to. Ồ. To lắm mọi người ạ. Lún quá. Này tôi đi, tôi đi. Tôi đi. Hàng. Đây này. Con to này. Tôi rồi. Quấy à. Đố em đã lót đá này này. Nó lắm hèm tôi lót. Hả là. Phụm lại e cái tôi đi. Đây một con nữa này mọi người ạ. Con cái thị. Tôi rồi. Coi à. Tôi rồi. Ừ. Tôi rồi. Thu là chưa đã đâm chân là không mò vừa ta cái này sót nhau tao mới cho con phải nhờ cô ơi cho con nghe thôi hả nghe thôi kia rồi. To lắm. Trên không? Nó phụ mắt lướt lướt lắm. Hoặc là lại cái này thì giờ tiếp tục một con nữa. Đây mọi người. Ếch nhỏ, ếch to lấy hết. Bắt được hai ba con luôn. Ếch chưa phát đâu.
gọi tiếng. Mình phải bẻ cái đuôi nó nha mọi người. Con nó sấy rồi. Tôi nó mượn kìa. Đây, tiếp tục một con mọi người nha. Bật này sấy nhiều lắm mọi người. Bắt được tầm 1 tiếng mọi người. Được 2 cái bịch này rồi nhé. Một bịch này chắc tầm 2 kg mọi người. Con nặng thế đấy. Được, phải chưa rồi. Không lắm thì phải. Bắt được 3-4 con, 1 tay, 2 tay, 4 con. Thấy không? Chị, chị bán con. Đến gần nhạc, đến gần bán nhà rồi. Đến một hình nhạc nhạc. Kinh kinh cầm hả? Chị sao? Đã bịt. Con nào con lấy đĩa to đấy mọi người. Đây. Ngày mai mình tối vô thao để review tiếp. Con cũng khá là to. Con ếch này nó hiền lắm mọi người. Bắt được rồi. Tiếp tục một con. Đây. Đây mọi người. Tiếp tục bắt một con. Mình chui trong này toàn giữa rừng không mọi người ạ. Mình cúi xuống đau lưng lắm. Ôi à. Con ếch này to nhỉ. Vãi chân lắm nè. Con ếch này mình phải bẻ chân của nó cho nó gãy chân. Nó không nhảy. Bắt được một con. Đấy, nó sấy một con nữa. Con ếch to không nhá. Đây, thành quả sau hơn 2 tiếng nhỉ. Tầm 2 tiếng mọi người. Đây, được 4 bịch luôn. Đấy. Tầm 5-6 ký đấy. Tầm đấy. Tầm 6 ký. Toàn con ếch to không à.
Đây, anh em nhóm lửa như thế này sưởi ấm. Ừ. Ở trong rừng phải có một đống lửa như này cũng mới thoải mái mọi người. Chắc giờ mình sẽ ngủ. Sáng mai rồi mình quay cho tất cả mọi người cùng xem tiếp. Hãy chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay là sáng thứ hai mình ngủ trong rừng. Thì bây giờ chỉ có hơn 6 giờ mọi người. Anh em còn chưa dậy nữa này. Anh còn đang ngủ mọi người ạ. Trong cái liều kia thì không có ai ngủ luôn mọi người. Tại vì tối hôm qua do lạnh á. Hôm qua rất là lạnh, không có ai ngủ trong kia luôn mọi người. Đây, nhóm lửa củi thì nó cháy hết luôn rồi. Thịt ếch nha mọi người ơi, mời tất cả mọi người cùng ăn nha. Nói rồi. Còn quay là đuông tình. Vâng. Trời lên cao rồi, anh em sẽ chuẩn bị về rồi nhá mọi người. Đông lửa hôm qua mình đốt củi hết sạch luôn. Sắp về đến nhà rồi mọi người ơi. Hôm nay mỏm rồi. Có con dúi, có con ếch thôi. Tới xe rồi. Quay. Quay về tới xe rồi mọi người ơi. Sẽ chuẩn bị về nhà tiếp. To rồi. Mình lên dốc này đi. Giờ này không lên được dốc này đâu. Đây. Người ta lấy ống nước. Hôm nay có nước rồi. Em vừa đến nhà rồi mọi người ạ. Đến nhà 10 giờ, hơn 10 giờ rồi. Đây
sau thành quả một đêm anh em mình ngủ trong rừng đây mọi người ạ. Được sau khi đấy nhỉ. Còn to không mọi người? Lít xem lít thôi. Là một lít. Ít to không? Ít rừng đấy mọi người ạ. Hôm qua bắt cũng quay cho mọi người cùng xem rồi. Một thao luôn. Chia con to trước, con nhỏ để sau. Sao buồn thế ạ bố? Thiếu rượu. Thiếu rượu. Hôm qua đi thiếu rượu. Con khóc trên rừng luôn mà. Khóc trong rừng luôn. Thiếu rượu là khóc trong rừng luôn. Ở phía sau lưng mình này có người làm hoàn cát ùn, mong tất cả mọi người cùng thông cảm nha. Anh em mình chia xong rồi nhé. Đây một cái tháo luôn. Chia mỗi người chặt tầm hơn 2 kg ấy mọi người ạ. Ok mọi người nha, thì Sia sẽ xin dừng lại clip tại đây nhé mọi người. Video ngày hôm nay cũng khá là dài rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian xem cái video ngày hôm nay nha. Cũng như thường lệ, nếu mọi người cảm thấy video của mình hay hữu ích thì mọi người cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để sẽ có động lực để làm video hay và ý nghĩa cho tất cả mọi người cùng xem nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video lần sau. Bye bye.